phải bắt đầu tập có cái sự buông xả, như là mình phải biết làm việc phước, như là biết bố thí, biết cúng dường, và mình phải hoan hỷ trong cái việc phước đó, mình nghĩ đến những công đức, những phước lành của những cái việc công đức đó để tăng trưởng cái phước lành lên. Mình phải biết thọ trì giới, thực hành những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán, và cái quán như là mình rải tâm từ đến mọi người, mình sẽ không còn có cái sự sợ hãi. Nếu mình rải tâm từ, tự nhiên cái uy lực của mình nó tăng lên, mình cảm thấy mọi người giống như người thân của mình ấy. Hoặc là mình niệm về cái sự chết, mình mới tác ý khi chết thì tài sản nó mang theo được, danh vọng, địa vị, chức quyền, người thân bằng quyến thuộc không đi theo mình được, thì mình sẽ sống với một cái tâm nó tự tại, nó có cái sự buông xả, không dính mắc, không ái nuyến. Mình tăng cái phước lên, phải tăng cái trí lên, hai cái đấy nó mà mạnh lên thì mình hết lo trầm cảm. Thì mình phải tạo phước và tu tâm là cái con đường để vượt qua cái điều đó.